Thưa quý vị, có thể nói tình hình kinh tế ảm đạm, cạnh tranh địa chính trị gay gắt và nhiều điểm nóng mới xuất hiện cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là những đặc điểm lớn nhất của cục diện thế giới năm 2023. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại 10 sự kiện được đánh giá là nổi bật nhất trong năm 2023. Bức tranh địa chính trị Trung Đông trong năm 2023 phủ một màu tối khi cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng hồi giáo Hamas của Palestine bất ngờ bùng phát vào ngày 7 tháng 10, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người dân vô tội, đẩy khu vực luôn trong tình trạng chia rẽ và phân cực đến bên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện. Có thể nói vụ tấn công bất ngờ của Hamas nhằm vào các khu dân cư gần biên giới Israel và các biện pháp quân sự đáp trả của nhà nước Do Thái tại giải Gaza đã gây ra thảm kịch tồi tệ nhất cho cả hai bên kể từ năm 1948. Xung đột leo thang tồi tệ nhất trong lịch sử còn đẩy triển vọng giải pháp hai nhà nước mà cộng đồng quốc tế theo đuổi lâu nay trở nên xa vời. Trên thực tế, các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra trong nhiều thập niên giữa Israel và Palestine đã rơi vào bế tắc khi những mâu thuẫn cơ bản về tôn giáo, văn hóa, chính trị, biên giới và lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng leo thang bạo lực đỉnh điểm hiện nay. Bao giờ cuộc xung đột sẽ kết thúc và kết thúc như thế nào vẫn là những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Xung đột Nga-Ukraine bước vào năm thứ hai với mức độ khốc liệt không suy giảm. Đến nay vẫn chưa có bất cứ tín hiệu ngoại giao nào cho thấy cả Nga và Ukraine sẽ ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột. Cuộc xung đột Nga-Ukraine lâm vào bế tắc và chuyển thành một cuộc chiến tiêu hao đối với cả hai bên, bất chấp nỗ lực phản công của Ukraine. Phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine và áp đặt các gói trừng phạt mới chống Nga. Trong khi đó, Nga dường như chưa muốn ngừng giao tranh vì tin rằng thời gian đang đứng về phía mình do khả năng chống chịu tốt hơn và nền kinh tế cũng như dân số lớn hơn đáng kể, đồng thời đang chờ đợi cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm 2024 đối đầu gia dẳng Nga-Ukraine tiếp tục tác động tới an ninh, chính trị, kinh tế toàn cầu. Chỉ trong vòng một năm, hai cuộc đảo chính do lực lượng quân sự cầm đầu xảy ra tại Niger và Gabon nối dài làn sóng đảo chính tại châu Phi diễn ra suốt 70 năm qua, tạo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, làm suy yếu thể chế dân chủ ở lục địa này, tác động tiêu cực đến kinh tế và gia tăng nguy cơ khủng bố. Vào tháng 7, quân đội Niger đã lật đổ tổng thống được bầu cử dân chủ. Tháng 8, quân đội Gabon tiến hành đảo chính và nắm quyền với lời hứa mơ hồ sẽ tổ chức bầu cử. Trước đó vào tháng 4 tại Sudan, nội chiến xảy ra giữa quân đội Sudan SAF và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh RSF trên khắp đất nước. Ngoài ra, việc chính phủ Mali đã yêu cầu Liên Hợp Quốc rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi lãnh thổ Mali, cùng với việc Pháp bắt đầu rút lui khỏi khu vực, làm dấy lên lo ngại về một khoảng trống an ninh có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra bạo lực mới tại châu Phi. Trong bối cảnh xung đột địa chính trị toàn cầu gia tăng, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tiếp tục hướng tới mục tiêu không biến khu vực thành nơi cọ sát quyền lực, mà là nơi nuôi dưỡng hợp tác và đối thoại vì hòa bình và thịnh vượng. Lần đầu tiên trong lịch sử của khối, ASEAN đã thống nhất và đặt ra một tầm nhìn và lộ trình dài hơi nhất đến năm 2045 hướng tới hòa bình và thịnh vượng. Đây là một trong số các thành tựu lớn của ASEAN đạt được trong năm 2023, với khẳng định đoàn kết sẽ là chìa khóa cho ASEAN phát huy các thế mạnh và phát triển hơn nữa trong chặng đường tới đây. Trong tổng thể thành công chung của hội nghị cấp cao ASEAN tại Indonesia nói riêng và các hoạt động của ASEAN trong năm 2023 nói chung, có thể nói đều có những đóng góp không nhỏ của Việt Nam. Thông điệp mà Việt Nam muốn truyền tải trong năm nay chính là tinh thần đoàn kết ASEAN, quyết tâm đóng góp thực chất hiệu quả cho công cuộc xây dựng cộng đồng ASEAN. Hậu quả của đại dịch Covid-19, hàng loạt các cuộc xung đột bất ổn chính trị tại nhiều khu vực khiến năm 2023 tiếp tục là một năm ảm đạm của nền kinh tế thế giới. Gánh nặng nợ công và việc nhiều nước thắt chặt chính sách tiền tệ chưa từng thấy đã tạo thêm lực cản và làm chậm tiến trình phục hồi kinh tế. Trong năm 2023, kinh tế thế giới cũng tiếp tục chật vật với cuộc chiến chống lạm phát, khủng hoảng ngân hàng, suy giảm sản xuất công nghiệp thương mại toàn cầu. Giá nhiên liệu lương thực ở mức cao và thường xuyên đối mặt với nguy cơ gián đoạn nguồn cung, gây khó khăn cho nhiều quốc gia thu nhập thấp và các nền kinh tế đang phát triển. Tất cả làm suy kiệt khả năng phục hồi sau đại dịch và làm cho đồ thị tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục theo chiều đi xuống. Sự trì trệ kinh tế ở các nước phát triển tiếp tục thúc đẩy xu hướng chuyển dịch quyền lực toàn cầu sang khu vực châu Á Thái Bình Dương và rút ngắn khoảng cách giữa các nước với Mỹ, quốc gia vẫn còn tạm thời giữ vị trí siêu cường số 1 có sức mạnh kinh tế, quân sự và khoa học công nghệ lớn nhất thế giới. Điều này làm cho trật tự thế giới ngày càng trở nên đa cực, đa trung tâm hơn. Quá trình hình thành trật tự mới được thể hiện qua việc nhóm BRICS, khối các nền kinh tế mới nổi lớn bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, quyết định kết nạp Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong khi đó, Liên minh châu Phi được cách nạp vào G20, nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 9 ở Ấn Độ. Việc các tổ chức đa phương mở rộng được xem là động thái quan trọng, thể hiện vai trò ngày càng tăng của các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thiết lập trật tự kinh tế thế giới mới phù hợp hơn với thực tế của thế giới ngày nay. Biến đổi khí hậu không còn là mối đe dọa trong tương lai, khi các nhà khoa học thuộc Liên minh châu Âu EU cho biết, năm 2023 gần như chắc chắn sẽ là năm nóng nhất trong 125.000 năm qua. Nhận định này xuất phát từ dữ liệu ghi nhận tháng 10 năm 2023 là tháng nóng nhất từ trước đến nay. Các nhà khoa học cảnh báo 7 năm nữa, nhiệt độ trái đất có thể tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, khi lượng khí thải CO2 do nhiên liệu hóa thạch gây ra tiếp tục tăng. Hệ quả là các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra trên toàn cầu với quy mô và cường độ ngày càng khốc liệt. Từ động đất kinh hoàng có độ lớn 7,8, lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong gần một thế kỷ qua, làm khoảng 50.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và gần 6.000 người ở Syria thiệt mạng lũ lụt tàn phá Libya làm hơn 10.000 người chết, cháy rừng lịch sử tại Hawaii, cho đến hạn hán khắc nghiệt tại Nam Á. Trong bối cảnh đó, các bên tham dự hội nghị lần thứ 28 công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP 28 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã lần đầu tiên nhất trí chuyển đổi về sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng một cách công bằng, có trật tự và hợp lý, qua đó tiến tới phát thải rồng bằng không vào năm 2050. Nếu thời kỳ chiến tranh lạnh, chinh phục không gian được ví như cuộc đua sông mã giữa Mỹ và Liên Xô, thì ngày nay, cuộc cạnh tranh trở nên gây cấn hơn khi chứng kiến sự tham gia của nhiều quốc gia cũng như các công ty tư nhân. Năm 2023, Ấn Độ đã đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên có tàu thám hiểm hạ cánh xuống cực Nam, chưa được khám phá của mặt trăng, đồng thời phóng thành công tàu thăm dò mặt trời Thành công này đã giúp Ấn Độ củng cố sức mạnh ngày càng tăng trong lĩnh vực không gian và công nghệ. Trong năm Nhật Bản cũng đã phóng tàu đổ bộ lên mặt trăng, trong khi tàu thám hiểm Luna 25 của Nga gặp sự cố khi đáp xuống hành tinh này. Châu Âu đưa vệ tinh tìm hiểu vũ trụ tối, NASA khởi động nghiên cứu tiểu hành tinh Phoebe. Nhiều người lo ngại những phát triển này có thể dấy lên nguy cơ cuộc cạnh tranh địa chính trị lan lên cả mặt trăng và các hành tinh khác nhằm đảm bảo an ninh và ngăn nguy cơ chạy đua vũ trang trong không gian. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết về không triển khai vũ khí trong vũ trụ nhằm tăng cường quản trị không gian. Sự phát triển dường như không ngăn cản nổi của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 mà nổi bật trong năm 2023 là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI với sự ra đời và phát triển thần tốc của ứng dụng ChatGPT. Sự ra đời của ứng dụng ChatGPT do OpenAI phát triển cùng một loạt phiên bản sau đó và mới đây nhất là Gemini của Google DeepMind là minh chứng rõ nét nhất cho thấy thế giới sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới của AI hóa tri thức khi AI góp phần nâng cao năng suất hiệu quả công việc, học tập, đáp ứng sự phát triển xã hội, phục vụ cuộc sống con người tốt hơn. Tuy nhiên điều quan trọng là cần hiểu rõ hơn về AI để tận dụng và làm chủ công nghệ này một cách có trách nhiệm để AI thực sự hỗ trợ và phục vụ con người mà không đe dọa chính con người. Do vậy cần có khung pháp lý nhằm cân bằng giữa việc phát triển AI với những lo ngại về tác động của công nghệ đối với người dùng. Show chuyến lưu diễn thế giới phá vỡ kỷ lục về doanh thu và là nghệ sĩ có sản phẩm được phát trực tuyến nhiều nhất trong năm 2023. Nữ ca sĩ Taylor Swift tiếp tục gặt hái thành công khi được tạp chí Time xướng tên là nhân vật của năm. Tạp chí Time đã quyết định trao danh hiệu trên sau khi danh tiếng và tầm ảnh hưởng của ngôi sao nhạc pop này đạt đỉnh với hai thập kỷ miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Thành công rực rỡ trong lĩnh vực giải trí đã giúp Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận được danh hiệu này. Với chiến lưu diện Eras trong năm 2023, nữ ca sĩ 33 tuổi này đã giới thiệu được sản phẩm âm nhạc trong toàn bộ sự nghiệp không chỉ phá vỡ kỷ lục về doanh thu bán vé mà còn giúp thúc đẩy kinh tế tại mỗi thành phố mà cô đi qua. Thưa quý vị, chúng tôi vừa điểm lại 10 sự kiện nổi bật của thế giới năm 2023. Tình hình thế giới năm 2024 được dự đoán còn nhiều biến động khó lường. Thế giới có thể sẽ trở nên mong manh hơn do những tác động đang xen của cạnh tranh nước lớn, bất ổn địa chính trị và sự trì trệ kinh tế chúng ta cùng hy vọng về một năm 2024 không có suy thoái kinh tế toàn cầu và cũng không có xung đột quy mô lớn. Trong đó, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo.